bạn cũng biết thì vào những ngày nắng nóng hanh khô như vậy thì quạt gió thông thường sẽ không thể nào làm mát hiệu quả được, bởi vì khắp nơi trong phòng đều là khí nóng, cho nên luồng gió thổi ra cũng là khí nóng. Và những lúc như vậy thì họ sẽ tìm tới những chiếc quạt điều hòa như vậy như một giải pháp làm mát hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Và chiếc quạt điều hòa Kangaroo bên cạnh Thu Hà đây là một đại diện tiêu biểu cho dòng quạt điều hòa cứu cánh cho những ngày nắng nóng. Về tổng thể thì quạt mang vẻ ngoài vuông vức, vỏ máy màu trắng và nâu, tạo cảm giác trầm và trung tính, dễ đặt trong nhiều không gian phòng. Với công suất làm mát 100W, quạt có thể hoạt động hiệu quả trong những căn phòng có diện tích từ 25 đến 30m2. Để có thể điều chỉnh hướng gió của quạt này theo ý thích của người dùng thì hãng đã trang bị cho quạt là 4 bánh xe dễ dàng di chuyển, và khi mà cần cố định quạt lại chỉ việc là khóa 4 bánh xe mà thôi. Phần dây điện này khi không cần các bạn có thể cuộn lại phía sau cho gọn. Quạt có một thang đo mực nước ở bên ngoài giúp chúng ta dễ dàng theo dõi lượng nước cho vào mỗi lần sử dụng. Bên dưới bình chứa là một van xả nước giúp bạn có thể dễ dàng xả nước thừa cũng như vệ sinh bình chứa dễ dàng hơn. Phần bình chứa nước này thì hơi khó mở hơn một chút so với những mẫu quạt điều hòa khác của Kangaroo. Các bạn cần mở hết phần ốc bên dưới này ra để nhấc thân máy lên và tiến hành chà rửa bình chứa. Dung tích của bình chứa lên đến 30 lít, gần bằng hai bình nước lớn hay được sử dụng trong gia đình, nên chúng ta có thể sử dụng trong thời gian dài mà không cần phải chùm nước. Bởi vì phần bình chứa nước này cũng hơi khó mở nên Hà cũng không khuyến khích các bạn chúng ta tự mở ra để vệ sinh ở nhà. Nếu nhìn một lượt quanh thân quạt thì có thể mình sẽ hơi bối rối một xíu vì không thấy cường độ nước ở đâu cả. Hà đã tham khảo ở trong sách hướng dẫn cũng như là trên website của hãng thì thấy là mình có thể đổ nước trực tiếp từ ngăn đựng phía trên này luôn nhé. Đối với việc đổ nước trực tiếp như vậy thì có một ưu điểm là nước sẽ thắt thẳng xuống cái tấm làm mát luôn. Bởi vì quạt điều hòa hoạt động theo cơ chế như sau. Như bạn thấy thì ở bên cạnh và mặt sau của quạt có cái tấm làm mát. Máy bơm sẽ bơm nước để làm ướt tấm làm mát. Sau đó động cơ bên trong quạt sẽ chịu trách nhiệm hút không khí nóng từ môi trường bên ngoài vào. Luồng khí nóng khi qua tấm làm mát sẽ được khuếch tán và hòa trộn vào hơi nước. Sau đó luồng khí thổi ra sẽ có nhiệt độ thấp hơn và độ ẩm cao, tạo cảm giác mát mẻ dễ chịu. Như vậy mình nghĩ là sẽ tiết kiệm thời gian khi mình chờ máy bơm ngược lên lại. Tuy nhiên nghĩ lại thì cũng sẽ tốn thời gian, bởi vì chúng ta không thể nào đổ nước hết một lần được mà chờ nước thoát xuống từ từ. Còn nếu các bạn sử dụng vòi xịt thì nó sẽ bắn tung tóe lên hết. Để giúp quạt làm lạnh sâu hơn thì hãng cũng tặng kèm thêm cho chúng ta hai hộp đựng đá khô. Đây là một loại đá hóa học, khi các bạn muốn làm lạnh thì chỉ việc là cho nước vào đây, sau đó cho vào ngăn đá tủ lạnh khoảng từ 2 đến 3 tiếng. Sau đó đặt lại vào ngăn đổ nước kim ngăn đựng đá khô này, như vậy sẽ giúp hơi nước tỏa ra được mát mẻ hơn. Bên ngoài các tấm làm mát là một lớp lưới bảo vệ giúp ngăn chặn bụi bẩn cũng như côn trùng hay là chuột bọ. Tấm làm mát là một bộ phận cực kỳ quan trọng của quạt điều hòa, cho nên là chúng ta để đảm bảo hiệu suất hoạt động hiệu quả thì nên là vệ sinh ít nhất là một tháng một lần. Và sau một thời gian dài sử dụng khoảng 3 tháng chẳng hạn, các bạn cần mở hết toàn bộ máy ra để làm sạch. Hà cảm thấy là cái việc mà mở toàn bộ máy ra để vệ sinh quạt điều hòa nó khá là khó khăn, nên các bạn có thể sử dụng dịch vụ vệ sinh quạt điều hòa tại nhà của Điện Máy Xanh. Các kỹ thuật viên sẽ đến và vệ sinh quạt tận nhà cho chúng ta. Nếu sợ quạt thổi gió liên tục vào người khi các bạn bị lạnh thì các bạn có thể sử dụng đảo gió trái phải bằng nút screen ở đây. Còn để đảo gió lên xuống thì cần chỉnh thủ công bằng tay. Quạt cũng hỗ trợ 3 mức gió theo ý thích bằng núm vặn, và ở mỗi cấp độ quạt sẽ cho độ ồn khác nhau. Và khi Thu Hà tiến hành đo độ ồn ở từng tốc độ gió thì thấy ở mức cao nhất, các bạn có thể hình dung nó ngang với tiếng xe qua lại bên ngoài. Nếu ban đêm các bạn sợ là quạt bị ồn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ thì các bạn có thể lựa chọn tốc độ gió thấp nhất. Lúc này quạt sẽ làm giảm công suất và âm thanh tạo ra cũng nhỏ đi khá nhiều. Tuy nhiên quạt lại không có tính năng là hẹn giờ tắt, cho nên là nếu các bạn có lỡ quên không tắt quạt thì nó sẽ hơi tốn điện một tí. Và ngoài luồng gió lạnh thông thường, quạt có thể làm mát hiệu quả hơn và nhanh hơn nhờ hơi nước thông qua chế độ làm mát trên bảng điều khiển. Các bạn cũng lưu ý giúp Hà là hãng cũng khuyến cáo chúng ta, đó là nên kiểm tra lượng nước trong bình trước khi chúng ta sử dụng chế độ làm mát bằng hơi nước để đảm bảo tuổi thọ cho máy bơm nhé. Theo thông tin từ nhà sản xuất thì trung bình quạt sẽ tiêu thụ khoảng từ 2 đến 3 lít nước trên 1 giờ. Cho nên nếu các bạn đổ đầy bình chứa nước thì sẽ xài được khoảng từ 10 đến 15 tiếng mà không cần phải châm thêm. Nhìn chung thì với một kích thước tương đối lớn, làm mát hiệu quả trong không gian mở và diện tích tối đa là 25 đến 30m2 thì chiếc quạt điều hòa này theo Hà nghĩ là sẽ phù hợp đối với những gia đình nào mà có phòng khách rộng, hay là hay tổ chức tiệc ngoài trời, hoặc là đối với những quán cà phê sân vườn thông thoáng. Còn nếu mà sử dụng trong văn phòng thì khoảng cỡ 8 người ngồi là hợp lý rồi. Bây giờ hãy cùng Hà điểm qua những tính năng nổi bật của chiếc quạt điều hòa này nha. Quạt điều hòa Kangaroo KG50F62. Quạt điều hòa công suất 100W, làm mát trên diện tích 25 đến 30m2. Tặng kèm hộp đá khô làm mát giúp giảm nhiệt độ tốt hơn. Dung tích bình chứa nước 30 lít, sử dụng liên tục từ 10 đến 15 tiếng. 3 mức gió tùy chỉnh, tiện lợi với 3 chế độ gió thường, ngủ, tự nhiên.
Quạt điều hòa Kangaroo KG50F58 được thiết kế nhỏ gọn và thời trang. Với những đường uốn cong trên thân máy, tạo cảm giác nhìn rất mềm mại và thanh thoát. Toàn thân quạt có màu trắng chủ đạo, kết hợp với gam màu đen ở phần cửa gió và màu nhũ kim loại ở phần viền bảng điều khiển, tạo nên điểm nhấn nổi bật, giúp tăng thêm nét sang trọng cho sản phẩm và góp phần làm đẹp cho không gian nội thất của căn phòng. Sản phẩm có tính cơ động rất cao, không chỉ gọn và nhẹ mà nó còn được trang bị 4 bánh xe xoay 360 độ, giúp dễ dàng di chuyển quạt đi khắp mọi nơi trong nhà. Kangaroo thiết kế bảng điều khiển cảm ứng rất hiện đại, bấm rất nhạy nên dễ dàng điều chỉnh. Trên bảng điều khiển còn có màn hình điện tử hiển thị các thông số cài đặt của quạt và thông tin nhiệt độ phòng rất rõ ràng và chi tiết. Với chiếc quạt này, chúng ta có thể dùng như một chiếc quạt gió thông thường hoặc chuyển sang chế độ làm mát bằng hơi nước. Khi bấm vào nút cooler, máy bơm sẽ được kích hoạt để làm ẩm tấm làm mát. Nhờ vậy, không khí sau khi đi qua quạt sẽ được hạ nhiệt độ, sau đó thổi ra những luồng gió mát dịu và vô cùng sảng khoái. Quạt điều hòa Kangaroo KG50F58 được lập trình 3 chế độ thổi gió khác nhau, gồm chế độ gió thường, chế độ gió tự nhiên. Lúc này, quạt sẽ thổi gió lúc mạnh, lúc nhẹ, dập dìu như những làn gió trời rất dễ chịu. Và cuối cùng là chế độ gió ngủ đêm, thổi rất nhẹ nhàng và êm dịu. Công suất của quạt là 85W, phù hợp với những căn phòng nhỏ từ 15-20m². Nó có nút điều chỉnh tốc độ, cho phép điều chỉnh theo 3 mức, gồm tốc độ nhẹ, tốc độ trung bình và tốc độ mạnh. Ngoài ra, khi bấm vào nút Super Speed, quạt sẽ thổi tốc độ gió cực mạnh, có thể làm mát xa đến tận 7m. Dù quạt có công suất khá lớn, nhưng độ ồn cũng không quá cao. Khi đo độ ồn của máy ở cấp độ nhẹ, tốc độ trung bình hoặc thậm chí là tốc độ cao, thì độ ồn cũng không chênh lệch quá nhiều so với quạt máy thông thường. Hệ thống cánh gió có quạt có thể tự động đảo gió 4 chiều với 2 tùy chọn độc lập, gồm đảo gió trái phải và đảo gió lên xuống, giúp mang những làn gió mát rượi lan tỏa khắp không gian phòng. Sản phẩm có tính năng hẹn giờ đến 9 tiếng, giúp chúng ta chủ động cài đặt thời gian hoạt động của quạt theo ý muốn. Đặc biệt, quạt còn được trang bị remote, giúp chúng ta có thể điều khiển quạt từ xa trong bán kính 6m, vô cùng tiện lợi khi sử dụng. Phía sau quạt có hai lưới lọc, gồm lưới lọc bụi thô và tấm làm mát, giúp lọc sạch bụi bẩn, cho ra luồng gió sạch sẽ, bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Nó còn có tính năng lọc không khí bằng ion âm, giúp hỗ trợ diệt bụi bẩn trong không khí, cho không gian sống thêm trong lành và an toàn. Bình chứa nước bên dưới của quạt có dung tích 6 lít, cho phép làm mát trong nhiều giờ liền. Khi hết nước, quạt còn có chức năng cảnh báo cho người dùng. Bình cấp thang đo mực nước, giúp dễ dàng quan sát lượng nước trong bình. Miệng châm nước cũng rất rộng, dễ dàng kéo ra để thêm nước vào. Ngoài ra, khi mua sản phẩm thì còn được tặng kèm hai hộp đá khô, giúp nước lạnh hơn, thổi ra luồng gió mát và sảng khoái hơn nhiều. Quạt điều hòa Kangaroo KG50F58, nhỏ gọn thời trang, xua tan nóng bức. Ngọc Anh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, người ta thường nói dạ, người Việt thì nên dùng hàng Việt. Và các bạn hãy thử một lần tìm hiểu về sản phẩm của Việt Nam xem, sẽ có những sản phẩm khiến cho bạn bất ngờ, bởi vì từ vẻ bề ngoài đến chất lượng đều không thua kém gì những sản phẩm của nước ngoài. Đơn cử như chiếc quạt điều hòa thương hiệu Kangaroo mà Ngọc Mai sẽ giới thiệu đến cho các bạn ngày hôm nay. Và hãy cùng Ngọc Mai xem chiếc quạt này có tính năng gì đặc biệt nhé. Quạt điều hòa Kangaroo KG50F61 thu hút bởi thiết kế màu trắng tối giản và bên ngoài được bao bọc bằng lớp nhựa nhám, khiến nó có thể trở thành một món đồ trang trí sang trọng. Quạt nhỏ gọn tiện lợi cho chúng ta đặt được ở nhiều không gian. Và nhằm giúp cho bạn thuận tiện trong việc điều chỉnh thì bảng điều khiển sẽ được đặt phía trên của quạt điều hòa. Bảng điều khiển bằng nút nhấn sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh và các chức năng hiển thị trên đèn LED dễ nhìn. Và phục vụ cho việc tản gió thì quạt còn trang bị hai cánh đảo gió ở bên trong và bên ngoài. Với cánh đảo gió bên trong được điều chỉnh quay tự động sang trái phải, nhưng đối với cánh đảo gió bên ngoài, bạn phải dùng tay để điều chỉnh lên xuống. Bù lại, nó được tách làm hai phần giúp bạn có thêm lựa chọn điều chỉnh hướng gió hơn. Điểm khác biệt của chiếc quạt điều hòa so với chiếc quạt thông thường đó là ở tấm làm mát, và nó sẽ giúp thổi ra hơi gió mang theo hơi nước tạo độ ẩm cho chúng ta. Ở đây, tấm làm mát nằm ở phía sau thân quạt, bạn có thể dễ dàng mở nó ra qua chỗ hõm này. Chúng ta sẽ có tấm màu xanh lá là tấm làm mát được bao bọc bởi lưới lọc bụi để hạn chế bụi bẩn bám vào tấm làm mát và cho không khí được sạch hơn.
Cần kê gần tấm làm mát thì không thể thiếu được bình chứa nước. Để kéo nó ra, bạn cần gạt cái chốt nhỏ này đây. Dung tích của bình chứa nước là 5 lít, ước tính 1 giờ tiêu thụ khoảng 0,3 lít. Và chiếc bình này thì các bạn có thể tháo rời ra để dễ dàng cho bạn thay nước hoặc là vệ sinh bình. Nhưng trước khi kéo nó ra, bạn cần tháo rời động cơ máy bơm ra trước bằng cách bóp vào hai cái mấu ở hai bên rồi nhấc ra. Lưu ý là sau khi tắt quạt và ngắt nguồn điện thì bạn mới thực hiện để đảm bảo an toàn nha. Và nếu như các bạn muốn biết là lượng nước mình cho vào đã đủ hay chưa thì có thể xem thang đo mực nước ở phần mặt trước. Do thang đo chỉ là một thang trong suốt, không có vạch số đo rõ ràng, nên nếu bạn muốn biết một ngày mình đã sử dụng bao nhiêu lít nước thì quả thật có hơi khó khăn. Tuy quạt nhỏ gọn nhưng vẫn phải tối ưu để bạn di chuyển được dễ dàng nhất. Thế nên quạt có trang bị tay cầm ở phía sau, kết hợp với bánh xe linh hoạt xoay chuyển, giúp bạn di chuyển nó một cách nhẹ nhàng. Để kết nối với nguồn điện, chúng ta có dây điện dài 157cm. Tuy nhiên thì Ngọc Mai hơi tiếc một chỗ, đó là dây điện dài như thế này mà chiếc quạt này lại không có chỗ để chúng ta quấn dây điện vào. Khi sử dụng xong, nếu bạn không để dây điện gọn gàng thì rất có thể sẽ bị vướng víu. Và nãy giờ thì Ngọc Mai đã vừa đi qua phần thiết kế của chiếc quạt này, còn bây giờ thì hãy cùng với Ngọc Mai đi vào phần tính năng bên trong nhé. Quạt điều hòa Kangaroo KG50F61 với công suất 65W có phạm vi làm mát từ 15 đến 20m2. Quạt thiết lập 3 tốc độ gió tùy chỉnh từ thấp, trung bình cho đến cao ở nút Speed. Muốn gió thổi ra được tản mát hơn thì bạn chọn nút Swing để cánh đạo gió bên trong tự động quay sang trái, phải. Còn các bạn muốn luồng gió thổi ra mang theo hơi nước nhẹ nhẹ thì chúng ta có thể sử dụng chức năng Cool ở trên bảng điều khiển nha. Nhưng mà các bạn phải lưu ý một điều là chức năng này phải đi đôi với bình chứa nước. Do đó là trước khi xài các bạn phải nhớ kiểm tra xem là lượng nước trong bình đã được đổ đầy hay chưa. Bởi vì chiếc quạt này thì cũng không có tính năng báo hiệu khi bình hết nước. Nhưng bù lại, máy bơm được thiết kế có thể chạy khô khi cạn nước, không lo cháy bơm nên bạn yên tâm nếu có lỡ quên không kiểm tra nha. Ngoài ra thì để tăng thêm phần mát lạnh cho hơi gió thổi ra, nhà sản xuất cũng tặng kèm thêm cho bạn hai hộp đá khô hình chiếc lá rất là độc đáo và với màu sàn vô cùng mát mát nữa. Vừa nhìn thôi là Ngọc Mai đã cảm nhận được sự tươi mát rồi. Lưu ý là trước khi cho vào quạt điều hòa, các bạn cần cho đá khô vào ngăn đông khoảng từ 2 đến 3 tiếng thì mới có hiệu quả. Yên tâm là khối đá khô này có thể sử dụng được nhiều lần nha. Dành cho khi chúng ta bận bịu quên công tắc quạt và các bạn còn muốn tiết kiệm tiền điện nước thì Ngọc Mai khuyên các bạn hãy sử dụng tính năng hẹn giờ tắt của nó, tối đa hẹn giờ trong 7 giờ. Do bảng điều khiển được thiết kế để trông tối giản, cho nên thì cách bấm hẹn giờ có một chút xíu phức tạp. Ở cột mốc 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ và 7 giờ sẽ không có số cụ thể hiển thị mà thay vào đó sẽ hiển thị tương ứng là 12, 14, 24 và 124 theo cách cộng dồn. Nếu nhà chúng ta có người cao tuổi sử dụng thì các bạn cần nói rõ hơn về vấn đề này nhé. Thêm một điểm khá hay ho nữa là khi mai tắt quạt điều hòa đi, các bạn thấy là nút bật tắt vẫn còn sáng đèn đúng không? Đây chính là lời nhắc các bạn quên chưa rút dây điện ra đó. Bởi vì theo nhà sản xuất thì các bạn nên rút nguồn dây điện ra trước khi mà thêm nước vào máy nè, vệ sinh máy hoặc là mang quạt đi đâu đó. Hoặc quan trọng hơn là để tránh cho trẻ con tinh nghịch tẩy máy. Bây giờ khi mai rút điện ra thì nút bật tắt đã không còn sáng đèn nữa. Các bạn hãy ghi nhớ điều này nha. Song song với bảng điều khiển chính, chúng ta cũng được kèm theo một chiếc remote thon gọn thế này đây. Dành cho khi đã lên giường đi ngủ hoặc ngồi cách xa quạt thì bạn vẫn có thể điều khiển được vô cùng tiện lợi. Khi sử dụng xong, sợ để lung tung có thể mất thì quạt còn tinh tế có luôn chỗ cho bạn để remote vào, cạnh bảng điều khiển. Về vấn đề vệ sinh, Ngọc Mai rất thích việc tắt quạt sau khi sử dụng chức năng Cool bởi vì quạt sẽ tự hoạt động thêm khoảng vài phút để hong khô tấm làm mát. Điều này giúp tấm làm mát khó tích tụ được ẩm mốc và cũng làm người dùng sử dụng thoải mái hơn. Tuy vậy thì các bạn vẫn nên ít nhất 2 tháng một lần vệ sinh quạt bằng cọ mềm để lấy sạch đi bụi bẩn nhé. Ngoài ra thì đối với bình chứa nước thì các bạn hãy nhớ chú ý thay nước lau sạch bên trong bình khoảng 2 tuần một lần để tránh đóng rêu gây vi khuẩn nha. Một vấn đề nữa đó là các bạn thường sẽ quan ngại về độ ồn khi sử dụng quạt điều hòa. Do đó thì bây giờ Ngọc Mai sẽ thử đo độ ồn khi sử dụng mức độ gió ở thấp nhất và cao nhất để các bạn kiểm chứng nha. Quạt nhỏ gọn, sang trọng và rất thích hợp cho những gia đình ít người có không gian sống ấm cúng. Ngoài ra thì Ngọc Mai càng thấy nó phù hợp hơn nữa với những bạn có lối sống độc thân, yêu thích sự tối giản và hiện đại. Không những vậy thì giá thành của nó cũng không có quá cao, do đó nếu như bạn đang sống một mình á, thì chiếc quạt này là một lựa chọn tiết kiệm hơn hẳn so với việc bạn sắm một chiếc máy lạnh. Ok, video đến đây là kết thúc rồi. Ngọc Mai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.
Đặc điểm nổi bật của quạt điều hòa Kangaroo KG50F61. Quạt điều hòa hoạt động với công suất 65W, phạm vi làm mát từ 15 đến 20m2, thiết lập 3 tốc độ gió, 3 chế độ gió dễ sử dụng, tặng kèm 2 cục đá khô cho độ mát sâu hơn. Trang bị điều khiển từ xa tùy chức năng dễ dàng mà không cần lại gần quạt. Có tính năng tự ngắt bơm khi bình cạn nước, chức năng hẹn giờ tắt tiện dụng.